Thưa quý vị và các bạn, làng có văn chỉ và quốc gia có văn miếu. Đây là những nơi thờ Đức Khổng Tử và các bậc tiên hiền, nhà khoa bảng Đỗ Đạt thời kỳ phong kiến trước đây. Vì thế, hệ thống văn tử văn chỉ xưa kia thường được xây dựng ở những vùng đất cổ có truyền thống hiếu học. Ngày nay, những di tích văn tử văn chỉ này đã trở thành địa chỉ đỏ để khích lệ phong trào khuyến học khuyến tài, giáo dục việc học hành cho các thế hệ sau tại các địa phương. Mỗi dịp đầu năm học, văn chỉ Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu lại rộng cửa để đón những gia đình, dòng họ và các thế hệ học sinh đến dâng hương, báo công và lắng nghe những câu chuyện lịch sử về truyền thống hiếu học của làng. Trong câu chuyện kể lại của các cụ cao niên, thành tích của làng Bình Dân xưa được nhấn mạnh đầy tự hào, đó là có đến 9 vị tiến sĩ trạng nguyên trong tổng số 32 vị của toàn huyện Khoái Châu lúc bấy giờ. Vì thế, nơi đây được chọn để xây dựng nhà văn chỉ với tên gọi Khoái Châu Phủ, Văn Tử Môn. Hàng năm con vẫn được ra nhà văn chỉ để tham quan và nghe các cụ các ông nói về các truyền thuyết, câu chuyện ngày xưa. Con rất là tự hào và sẽ cố gắng học tập thật tốt, nghe lời ông bà bố mẹ để phát huy truyền thống hiếu học của địa phương ạ. Truyền thống của làng Quỳnh Dân là học tập, có nhiều những nhà khoa bảng. Đến bây giờ thì càng ngày càng phát triển, các cháu học tập Đỗ Đạt cũng rất nhiều. Năm nay, di tích văn chỉ Bình Dân vừa được trùng tu tôn tạo lại toàn bộ khuôn viên khang trang với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Song những nét kiến trúc điêu khắc ở tòa đại bái và hai tấm bia đá cổ ghi danh các bậc tú tài tiến sĩ và truyền thống của làng vẫn được gìn giữ nguyên bản nhằm nhắc nhở giáo dục các thế hệ con cháu của làng mỗi khi đến đây. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên hiện còn lưu giữ được 31 văn chỉ, từ chỉ. Trải qua thời gian, các công trình hầu hết đều đã xuống cấp, một số được các địa phương tôn tạo tu sửa lại. Các công trình này tuy khác về hình dạng, khuôn viên, kiến trúc qua các thời kỳ, nhưng ý nghĩa về tinh thần hiếu học vẫn không thay đổi. Văn chỉ là nơi vẫn thường diễn ra các hoạt động như dâng hương, phát phần thưởng, khấn vái, cầu may mỗi dịp thi cử. Ở địa phương chúng tôi khôi phục lại được cái văn chỉ hiện hữu như ngày hôm nay, có thể nói là khơi dậy lại cái làng quê văn hiến, phát huy cái truyền thống của cha ông đã để lại. Cái đến mùa thi cử thì các cháu này đến văn chỉ để thắp nén nhang cầu mong về mặt tinh thần là mình đỗ đạt thành tài. Ngoài văn miếu Sách Đằng, minh chứng về vùng đất hiếu học xưa của Hưng Yên được thể hiện qua các văn chỉ. Đây không những là niềm tự hào của mỗi địa phương mà còn mang ý nghĩa to lớn trong thúc đẩy phong trào học tập khuyến học khuyến tài.